Hòa cùng niềm vui ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, trường Trung học cơ sở Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Buổi lễ khai giảng năm nay vô cùng đặc biệt đối với thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã sắp xếp các em học sinh ngồi giãn cách. Trước khi vào trường, vào lớp, các em được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Phần lễ được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ nhưng cũng rất trang trọng. Năm học này, nhà trường đã đón 430 em học sinh khối lớp 6, nâng tổng số học sinh của nhà trường lên gần 1.600 em. Các con lưu ý là khi đến trường, khi về nhà, trên đường đi các con nghiêm chỉnh thực hiện việc đeo khẩu trang. Còn khi vào lớp học thì nhà trường khuyến khích các con đeo khẩu trang. Và một việc nữa là chúng ta thực hiện đúng cách hướng dẫn về sát khuẩn tay để phòng dịch. Các con đi vào lớp, các con sát khuẩn tay và trước khi ra về các con cũng sát khuẩn tay. Được thành lập từ năm 1963, trải qua nhiều tên gọi khác nhau, trường Trung học cơ sở Thanh Liệt đã không ngừng trưởng thành và phát triển. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra, đánh giá và tạo hứng thú, phát triển tối đa phẩm chất năng lực của người học, là ngôi trường năng động, tích cực trong các hoạt động giáo dục của thủ đô Hà Nội.